quý vị, vừa rồi đó là tiếng nói của ký giả Đông Duy, cũng là tác giả của con Bác Bảo lịch sử trong buổi hội luận hôm nay. Và tình cờ bên tay trái của tôi thì có sự diện của luật sư Bùi Kim Thành, và bà cũng là trong cái trường hợp đến Hoa Kỳ giống như trường hợp của bà Trần Khải Tâm Thủy vậy. Thì khác, tôi xin lỗi, tôi hiểu như vậy, nhưng mà đối với bà đó thì bây giờ chuyện khác hay là giống, như bà là cũng một thành viên ở đây, và đánh giá thế nào về cái sự hiện diện của bà Trần Khải Tâm Thủy? Trần Khải Tâm Thủy là một người dân oan, bị cộng sản khủng bố trục xuất lôi cổ ra khỏi một cường lớn Việt Nam. Trong cái âm mưu mà bọn cộng sản khủng bố nó muốn lôi Hoa Kỳ đào mồ 58.000 quân lực đồng minh Hoa Kỳ thêm một lần nữa, làm nhục 58.000 quân lực đồng minh Hoa Kỳ đã bị bỏ rơi trong cái cuộc chiến. Bây giờ lôi Hoa Kỳ vô cái trận chiến với tàu cộng thay cho cộng sản khủng bố, đây là cái âm mưu xảo trá bịp bợm gian man nhất của bọn cộng sản khủng bố đã và đang làm. Và xin đề nghị tất cả mọi người, nếu có nghe sự thật, dùng vũ khí sự thật để tiêu diệt cộng sản khủng bố, thì phải biết được rõ cái tội ác tày trời của bọn tà quyền bái thú cộng sản khủng bố VC. Và chúng ta chỉ có một nhiệm vụ là tiêu diệt cộng sản khủng bố VC càng sớm càng tốt. Quang xin lỗi, tôi đang muốn hỏi bà nói rõ về cái vai trò của bà Trần Khải Tâm Thủy đang hiện diện tại Hoa Kỳ. Vai trò là gì? Thứ nhất, bà đã đến đây và cái con đường bà có tiếp tục đấu tranh chống cộng sản nó có hiệu lực hay không? Hay là giống như những người từng đến Hoa Kỳ rồi bị những cá nhân, những hội đoàn họ buôn bán chính trị để rồi cái người đó bắt đầu mất phương hướng? Đối với bà nhìn thế nào về cái chuyện đó? Thưa anh Nguyễn Vũ, đối với Thành thì cái việc mà Trần Khải Tâm Thủy ra mắt trong cái buổi cảm ơn tại Nam Cali và biến thành là cái buổi vô ơn, và cái tổ chức mà tổ chức cho Trần Khải Tâm Thủy là đảng viên đó là Việt Tân đó, là đã biến một cái người anh hùng anh thư trong một tù cộng sản trở thành ra là một con hèn ngay tại đất nước Hoa Kỳ. Rồi trở lại với kinh nghiệm của bà, trong trường hợp nào bà được đến Hoa Kỳ? Tôi đi tị nạn cộng sổ cộng sản khủng bố theo đơn, tự làm liều chết trong một tù cộng sản để muốn tố cáo tộc cái thằng cầm quyền tại cái đất nước Việt Nam và tù lớn Việt Nam, đó là thằng cộng sản và khủng bố, và cái người mà phải chịu cái quốc tế, Liên Hiệp Quốc, Vatican và tất cả những cái thế lực quốc tế cũng như nhất là Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về tội ác đã ban giao ngoại giao với bọn cộng sản khủng bố. Có một sự đấu tranh của một nhân vật Hoa Kỳ nào để được bảo trợ cho bà đến Hoa Kỳ hay không? Hoàn toàn không, đó là Hồng Ân Ân trên. Và như buộc... vậy thì hoàn toàn không, thì bà làm sao từ một cá nhân là một người đấu tranh với dân oan thì bỗng nhiên bà được đến Hoa Kỳ? Nếu ai có tin rằng trong cuộc đời này có Hồng Ân của Chúa thật Phật thật thì sẽ chấp nhận được cái sự thật. Luật sư Bùi Kim Thành đang sống tị nạn khủng bố VC tại đất nước Hoa Kỳ là do Hồng Ân của Chúa thật Phật thật mà đã giao nhiệm vụ cho Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ không thể làm được, bởi vì Hoa Kỳ vẫn bị lừa đảo bịp bợm với bọn cộng sản và khủng bố. Cái hiệu quả về con đường đấu tranh của bà từ ngày có mặt tại Hoa Kỳ là gì? Chiến thắng của cách mạng ngàn hoa luôn rực rỡ tại ngay Hoa Kỳ, tiêu diệt bọn cộng sản đầm vùng từng thằng từng con một và đập tan tành tất cả mọi âm mưu xảo trá bịp bợm mà đang cai trị tàn độc tại cuộc tù lớn Việt Nam. Tôi chưa thấy những điều bà nói nó đã xảy ra. Tại vì lý do anh không có chấp nhận sự thật, một người muốn chấp nhận sự thật, người nào mà có khả năng hiểu biết mà chấp nhận được sự thật và thì mới có thể hiểu được cái sự thật mà Thành nói. Còn cái người mà coi như người ta bị vô minh, người ta chỉ trước giờ người ta bị nghe lừa đảo dối trá nó quen rồi thì không thể nào chấp nhận sự thật. Bà chứng minh một vài cái sinh hoạt cụ thể về con đường đấu tranh của bà từ ngày có mặt tại Hoa Kỳ. Từ khi Thành có bước chân lên, được sống sót, được làm người vượt thoát khỏi ngục tù lớn cộng sản khủng bố bằng Hồng Ân mà Hoa Kỳ là người trực tiếp đưa Thành đi. Thì cái việc Thành làm từ đấy giờ Thành sống sót trong đoàn thù tra tấn của cộng sản khủng bố hàng ngày, Thành vẫn được sự ủng hộ của tất cả những đồng bào có còn lương tri và lương tâm làm người tại hải ngoại, nhất là những báo đài dám đăng sự thật mà những tiếng nói, những lời nói, những cái hình ảnh của luật sư Bùi Kim Thành, ví dụ như tuần báo Việt Quốc Ly hoặc là Phố Bôn Sạch. Và nhiều quan điểm khác nhau về một người đã từng đấu tranh cho vấn đề dân chủ tại Việt Nam, thưa ông Đốc Tiêu. Trước hết, Dr. Yêu muốn trình bày một cái tư tưởng lạ nhất trong vòm trời của quần cam, nhất là của vũ trụ Việt Nam. Từ xưa nay, tất cả những người đấu tranh trừ trong nước ra ngoại quốc, nhất là tại Hoa Kỳ,
chỉ để chứng minh cái tuyệt chiêu của người cộng sản là cho tất cả loài người đấu tranh, là loài người mà chống đối chế độ cộng sản được tự do và được tự do đi khắp mọi nơi để chửi chúng tôi, để phê bình chúng tôi, để nói tất cả những cái khiếm khuyết của chúng tôi. Và họ đã quá khôn ngoan, họ lôi được cái bà Trần Khải Thanh Thủy, bà Bùi Kim Thành và như là Nguyễn Chánh Kết này kia, Đoàn Viết Hoạt để nói ra cái gì? Sự nghèo nàn của một cái tư tưởng chống đối. Vì lý do đó họ trở thành những người thành công và họ đã trở thành những người khôn ngoan. Bởi vì khi chúng ta nói được những cái tư tưởng mà nằm trong cốt lõi của tâm linh hồn thì người ta biết được cái tư tưởng đó và người ta biết được cái sức mạnh của người đó, cái sự khôn ngoan của người đó. Và người cộng sản là quá khôn ngoan cho bà Trần Khải Thanh Thủy qua đây. Có thể đây là người cuối cùng tranh đấu. Bà, người cộng sản đã tiêu diệt bà nhà văn dữ dội nhất là Dương Thu Hương, chửi hết tư tưởng để làm cái gì, và cuối cùng chỉ là những tư tưởng nghèo nàn và rất là ô uế. Như thế thì người cộng sản người ta đã đi những con bước đường quá dữ rồi, những tư tưởng của họ đã chiến thắng tất cả những người từ trong nước ra. Tôi cho các người đi, tôi cho các người được tự do để mà phản đối. Cảm ơn ông Dr. Yêu. Và thưa quý vị, ngoài những nhân vật quý vị đã nghe thì chúng tôi cũng đã gặp một nhà đấu tranh quý vị cũng đã biết rất nhiều, đó là nhà đấu tranh ông Ngô Kỷ. Thì trong tuần rồi, sáng nay quý vị cũng đã thấy ông Ngô Kỷ cũng có sự nhận định về cái sự hiện diện của bà Trần Khải Thanh Thủy đang có mặt tại Hoa Kỳ. Thì hôm nay chúng ta đã gặp trực tiếp ông Ngô Kỷ, vui lòng cho biết về cái nhận định của ông về sự hiện diện của bà nhà văn Trần Khải Thanh Thủy có mặt tại Hoa Kỳ. Thưa ông Ngô Kỷ, là một người đấu tranh chống cộng sản, chống Việt gia, và nhà dân chủ Trần Khải Thanh Thủy là một người mà tôi hằng cảm kích và ái mộ, và chị có một cái tinh thần đấu tranh chống cộng sản quyết liệt. Đặc biệt chị là người nằm trong cái nôi của cộng sản mà nói lên những cái điều mà chống cộng sản, điều đó rất là quan trọng. Và tôi có nhiều cơ hội trong quá khứ, đặc biệt năm 2006 khi mà Tổng thống Bush về dự cái đại hội APEC tại Hà Nội thì tôi có phỏng vấn chị 2-3 lần. Thì tôi rất là cảm kích, và tôi với một người đang ở hải ngoại một đất nước tự do, và tôi rất là hân hoan đón chào và mừng khi chị đến nước tự do. Cái sự khác biệt ở đây, có nhiều người thường đặt vấn đề là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đến Hoa Kỳ được sự bảo trợ bởi cái đảng Việt Tân. Như vậy thì ông hiểu thế nào và ông đánh giá thế nào khi bà là một thành viên của đảng Việt Tân, nó có cái điều gì khác biệt? Tôi nghĩ cái đây là quyền tự do mọi người, và đặc biệt chúng ta đang ở một đất nước Hoa Kỳ như thế này, quyền tự do lập đảng, theo đảng, tự do ngôn luận và biểu tỏ các tư tưởng mình, điều rất rất là cần thiết. Và tôi hoan nghênh bà Trần Khải Thanh Thủy theo bất cứ đảng nào, bà nghĩ đó là sự chọn lựa khôn ngoan nhất của bà. Ngay cả tại đây có nhiều đảng lắm, rồi sau này bà theo đảng Cộng Hòa, Dân Chủ, đảng Xanh, đảng Cải Cách Đại Việt, theo Quốc Dân Đảng. Thì ngay cả bà có quyền theo đảng Cộng sản nếu bà muốn. Và hồi đó thì quần chúng mà tôi sẽ có thái độ, cái đều bà có quyền tự do, bà tôi tôn trọng quyền tự do của bà. Ông đánh giá thế nào về cái vai trò của đảng Việt Tân trong con đường gọi là đấu tranh chống cộng? Tại vì tôi hiện trong thời gian này mà tôi tập trú vào đương đầu của bọn Việt gia nhiều, và các đảng phái thì khi mà mình nói về họ hoặc là đưa ra quan điểm, chúng ta phải cần có thời gian để nghiên cứu rất là cẩn thận và có tài liệu. Và tôi nghĩ rằng vấn đề đảng Việt Tân thì nó mọi người đều biết và đã quá nhiều tài liệu về đó, và cho tôi cũng không cần phải nói về vấn đề mà đảng Việt Tân. Trước khi tạm biệt ông, đây là hồi cuối cùng, ông cho rằng ông đang tập trung để mà chống lại những tên Việt gian, ông vui lòng cho biết cụ thể hơn thế nào để xác định là một tên Việt gian? Việt gian là những người mà ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản, đội cái mũ quốc gia, ăn cơm quốc gia, hưởng bổng lộc của người quốc gia, người tị nạn, đi qua với lớp áo tị nạn nhưng tuyên truyền hỗ trợ cộng sản. Và cái lý do mà tôi lên tiếng cái vụ mà liên hệ đến Việt Tân và Trần Khải Thanh Thủy đó, tôi xin một chút để nói tôi không có chống phản đối chuyện bà gia nhập đảng Việt Tân, nhưng chúng tôi đặt vấn đề bà sau khi cách đây mấy ngày thì bà là tuyên bố là bà đã gia nhập đảng Việt Tân từ năm 2007, tức là 4-5 năm trước, một cách âm thầm bí mật. Và tôi nghĩ điều đó là cái điều mà chúng ta phải đặt vấn đề bà phải trả lời trước quần chúng.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã theo dõi toàn bộ về những cái ý kiến về quan điểm trong chương trình Nguyễn Vũ Show hôm nay, và chương trình đến đây xin tạm biệt và mời quý vị tiếp tục đón xem những chương trình Nguyễn Vũ Show trong những tuần kế tiếp, và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhiều đề tài khác nhau. Cảm ơn sự theo dõi quý vị và trân trọng kính chào. Chào ông Ngô Kỷ, được biết là hồi nãy có đột ngột có show Little Sài Gòn TV với sứ ngôn viên Nghị Vũ ra phỏng vấn quý vị về liên quan tới vấn đề bà Trần Khải Thanh Thủy. Và ông cũng là người được phỏng vấn trong cái chương trình đó, nhưng ông có vẻ như là không được hài lòng lắm sau khi được phỏng vấn. Ông cho biết lý do ạ. Vâng, hồi đầu thì thật sự mà tôi cũng không có tham vọng hay đòi hỏi được phỏng vấn, nhưng cuối cùng thì các anh phóng viên có mời tôi, thì tôi nghĩ rằng cũng có cơ hội để mà nói những điều mà đồng bào muốn nghe và đài muốn tìm hiểu. Nhưng tôi ngạc nhiên tại vì tôi thấy những người trước đó nói tha hồ tràn gian đại hải mấy chục phút một cách rất là thoải mái, thì tôi nghĩ rằng tôi cũng được là đối xử đồng đều như vậy. Tại chúng ta đang sống một đất nước dân chủ công bình như thế này mà khi mà mời tôi phỏng vấn thì tôi thấy như giống như chạy tan vậy, vâng, hối hiếc đầy nọ, do đó mà nói những cái đề tài vấn đề liên hệ đến chính trị chúng ta nói rất là cẩn trọng và rất là dè dặt và chừng mực, do đó chúng ta phải có thì giờ để còn suy nghĩ, chứ còn nói mà nói cho có nói thì điều đó cũng tương đối bất công của tôi. Như vậy là ông nghĩ là ông chưa được nói hết những điều ông muốn nói qua cái đề tài đó? Tôi nghĩ vâng. Nếu vậy thì chúng ta sẽ có cuộc phỏng vấn trực tiếp về vấn đề đó, nhưng mà câu hỏi ở đây là ông nghĩ tại sao mà ông bị đối xử một cách khác biệt như vậy? Nếu mà muốn tìm hiểu, muốn tìm sự công bình thì ra nghĩa trang mà tìm sự công bình ngoài đó. Do đó tôi đã biết cái câu đó, do đó tôi cũng không cần tìm hiểu để làm gì. Tôi chỉ nói lên sự kiện mà thôi. Nhưng cụ thể là ông nghĩ là ông không được đối xử công bằng trong cuộc phỏng vấn vừa qua so với các vị khác như là ông Đông Duy, bà Bùi Kim Thành và ông Trần Thế Ngữ. Tôi không có nghĩ đó là sự kiện và mọi người đi chứng kiến. Cái nghĩ là một chuyện mà mình giả, mình assuming, mình diễn tải, diễn giải. Còn đây là sự kiện rõ ràng và tôi chỉ nói lên sự kiện mà thôi. Xin cảm ơn Ngô Kỷ. Bây giờ chúng tôi sẽ tìm cách đi hỏi ông phóng viên Nguyễn Vũ. Vâng, chào anh. 18 giờ. Ai quê hương. Ta bây giờ thử thức giọng ca, tiếng nhạc của Nguyễn Vũ và đang ca lai cái gì vào mỗi sáng thứ năm tại chợ Sài Gòn Sắp Bờ Mặt Đất. Cho số bảo trợ của thương chim, chim bò xa rừng, giọt nước mắt thương quê đêm đầy xe.